as Mugi upon us goes. Hello again. Hello again and welcome back to my channel. Mugi, Jack. Thế thì số này là 1-1, vậy là Jack và Mugi, let's go. Đây là matchup epic, matchup insane moment. Đây là cái matchup mà mình phải nói là đợi từ trước đến giờ. Jack, Mugi, những người bạn của nhau. Hog Cycle. No, it's a Hog Cycle. Mình không nghĩ đây là Hog Cycle đâu. Ok, sorry anh em, bởi vì hôm nay mình bận quá, mình không livestream được. Jack, balloon rồi. Balloon Cycle. This is the most emotes, I think. Và Mugi Snowball Bomb Tower must. Không phải must. Mất KT hơn, mất KT mùa này yếu quá. Vẫn sử dụng mất KT ngày hôm nay. Và spam quá nhiều. Đây là những người bạn của nhau. Và bây giờ gặp nhau trên trên matchup này. Không, đây là Graveyard. Một matchup đơn an toàn hơn. Đây là Hog Cycle. Hog Cycle Snowball Earthquake. Không phải là không dùng bomb tower nữa, ở đây là Inferno Tower Archer và theo cùng là Earthquake. Không, đúng rồi, hợp lý. Thời điểm hiện tại thì Archer là thời làm thay thế thích hợp cho Musketeer. Bởi vì các bạn biết được là Musketeer bây giờ quá yếu so với quy định, so với mặt bằng meta. Bởi vì các bạn biết là mùa trước thì nó Musketeer với Skeleton Dragon rất nhiều. Theo cùng của Jack là Poison và Lucy, mình chắc chắn là mình nghĩ là khoảng Earthquake. Đó. Cái phiên bản này không có một hit từ bầu Hawk. Hawk hơi khó thể vào trụ. Angry Emotes. Hai bên spam, thực ra đánh cái matchup này nó cũng không Poros họ cũng không cần phải đè nặng, bởi vì các bạn biết là Poros bây giờ thì họ đã có tỷ thắng là 10 12 rồi. Sau ngày hôm nay họ thắng là 10 thành 11 2. Mugi phát thì họ đang có đứng vị trí 5. Mình nghĩ là họ đang rất muốn thắng trận đấu này. Rất muốn thắng ở trận đấu này. Để có một cái thứ hạng tốt hơn. Earthquake đi rồi. Thực sự là Snowball mà spam quá nhanh. Chặn ngay được tank. Mugi, một người chơi phải nói là cực kỳ là quá nhiều kinh nghiệm với đấu trường ladder. Và đánh với những cái matchup kiểu này, thực sự là Mugi chúng ta có nhiều lợi thế hơn. Bởi vì anh ta cycle rất nhanh hơn. Mặc dù các bạn biết là Hawk thì khó để có thể vào trụ, tuy nhiên thì có Earthquake đặt trụ Infernal rất cao. Poison rồi. Đây là thời điểm mà dùng Poison đốt chết tất cả quân của Mugi. Lượng Lily cũng như máu bây giờ là cân bằng. Hawk. Không sắc. Jack, anh ta sợ rằng là Mugi sẽ dùng Earthquake, vì vậy anh ta không dám thả bom tower. Rồi, và đây là thời điểm mà thực sự là một Snowball, một Lock và một rất là khó cho Jack. Mugi anh ta đánh rất kinh nghiệm. Earthquake anh ta thả như hai con Archer anh ta thả như vậy thì thực sự là chưa đủ Eli thì không chưa đủ Eli có thể mang một cái giáp nữa, một cái Dream Jack nữa. Có chân nhát. Poison. We have it, Jack. Congratulations, Mugi. Mugi và thế giới còn lại. Mugi. Thế giới còn lại bên này. Mình rất mong là chung kết sẽ có Mugi đánh vỡ lại ở Mofan. Hay là Eagle chẳng hạn. Mugi Eagle. Ok, chúng ta sẽ đến vào game thứ hai, Mugi, Jack. Thực sự là Jack đánh với Mugi thì Jack vẫn gọi là nằm cửa dưới so với Mugi. Có Fuji phía sau, Mugi phía trước. Cả những top player của Phonos quá mạnh ở thời điểm hiện tại và họ là một team cực kỳ mạnh và sáng giá cho một cửa đi vào chung kết.
của chung kết thế giới vào tháng sẽ tổ chức vào tháng 12 sắp tới. Rồi, gặp the player đi ra ngoài. We love the game and chấm gì đây? Phonos, Phonos, các sản phẩm của Phonos kìa. Vòng tay Phonos, cốc nước Phonos. Hay ha. Những các game đấu khi mà họ tổ chức ấy, thì họ sẽ bán sản phẩm. Thì họ sẽ gọi là game eSports. Kiếm với lại đối tác của các một vài cái nhãn hàng nữa. Các bạn thấy là trên cái áo của Pháp cũng có rất nhiều các cái nhãn hàng này. Nó nhà tài trợ đấy. Ok, chúng ta đến một game thứ hai. Let's go, game number 2, set number 3. Muji, Jack. If he's gonna be able to clean up here, spam emote already starting. Lại là Skeleton. Phải nói là Muji đánh ta đánh cycle rất là khó chịu. Tesla. Liệu rằng là Muji đang có thay đổi đấy không? Lock luôn. Tesla minor poison. Bắt miner rất tốt. Zack sẽ chơi là miner poison rồi. Miner poison bên này ai chơi dù gì không đổi deck. Thực sự đây là một cái deck khó chịu. Và cái deck này có thể mình nghĩ là miner fireball sẽ ăn được Tesla, Earthquake, Bomb Tower. Hai bên đều rất khó chịu. Deck của Muji thì anh ta sẽ không có tornado, vì vậy là Zack anh ta sẽ đặt cái vị trí của miner nó sẽ linh hoạt hơn, thay vì đặt trên một cái vị trí như vậy. Tiếp tục mãi nữa. Rồi, đúng rồi, chuẩn luôn. Nice. Đó là cái lợi thế mà khi mà anh ta biết được là bên này không có tornado, miner đó sẽ đặt rất là hoài linh hoạt. Một cái lock. Workbreaker đẩy lên, bonfire xuyên rồi. Snowball, một snowball là đủ rồi. Bởi vì là nếu mà có tank đi lên. À, đây là cái bảng gọi David Poison và Lock. Tesla không thể vượt qua được, khó không thể vượt qua được trên cái matchup này. Bởi vì cycle của hai deck cũng là gần nhau. Rất khó để có thể miner, rất khó để có thể hop bị out cycle. Hai con đã chơi rồi, bắt bài miner rất tốt. Hai miner, một, hai con đã chơi cũng nằm xuống. Bailey đổ Bailey. Chernelyska. Một hit của Boeing Workbreaker, Tesla quá khó để họ có thể nhảy qua cái vị trí là bao cách cầu. Bởi vì Tesla luôn cắm ở vị trí đấy, vượt cao. Thời cuối cùng của Muji đó chính là Earthquake rồi, anh ta không đủ đấy. Còn với Jack, mình nghĩ là Lock và Poison. Tesla, Tesla, Tesla. Không, đây là phiên bản có. Đây là phiên bản của Royal Diva-Li chứ không phải là một cái lock. Các bạn biết là Royal Diva-Li mấy cái mùa này nó ít người chơi lắm, bởi vì là nó không có tính năng là knockback, tức là đẩy cái các cái thẻ bài lại. Oh, Tesla cần phải dụng Tesla. Cần phải sử dụng Tesla trong cái matchup này, bởi vì là anh ta không được mạo hiểm khi mà sử dụng và cần thiết là cứ đặt Tesla ở gần vị trí là cách trụ cái cách sông 2 ô hoặc là 1 ô để cho ngăn được cái con hot có thể nhảy qua được bomb tower đây rồi. Poison đốt chết được Tesla. Đây là thời điểm Tesla, good job. Cứ đốt như thế này thực sự là miner nó rất là khó chịu với hot. Bắt miner đẩy lên tiếp, không đẩy con này trước đã để làm tank. Sau đấy là thời điểm miner Worldbreaker. Jack anh ta có thể đổi deck, à Muji đổi deck, Muji đổi gớp, đổi gớp. Quốc, Tesla. Rồi, có Spec. Tuy nhiên thì không có nhiều đam lắm. Miner. Bắt được Miner rồi, bắt được cả Nai và Archer luôn. Dùng cả Nai và Archer bắt rất tốt. Spec xoay rất nhanh. Jack anh ta cần phải đánh cùng một hướng, anh ta đánh một hướng rồi, anh ta còn Muji anh ta phải đánh hai hướng. Miner poison, good job. Tesla đâu? Dùng ấy whip. Có một hit nào đấy, có hai hit từ Miner, nguy hiểm quá. Woo.
Còn Snowball là một point. Tuy nhiên thì Tesla, tại cần phải đặt Tesla hơn là việc mà sử dụng. Tiếp tục là Miner bắt đốt rất tốt. Miner đã không đã bán được vào trụ rồi. Good job. Một đều. Phải nói là khóc cực kỳ là khó chịu. Mình nghĩ là trong cái trên đáng lẽ ra là anh ta nên đặt Tesla, cycle Tesla nhiều hơn là việc mà sử dụng Nai và con Equip để chặn hot. Tuy nhiên thì chính ra cái việc mà sử dụng mà đẩy Nai và cùng con Equip thì sẽ là một cái lợi thế khi mà Muji anh ta muốn đẩy con hot tiếp theo thì anh ta sẽ bị chặn bởi Nai và con Equip vẫn còn sống ở trong cái trường đấy, hợp lý. Đó là một cái đánh rất hay. Chúng ta thấy với mắt chất thứ ba, let's go. Ok, we're just live on game number 3, set number 3, let's go, last game, good luck to both players. Muji, Zack, good luck. Thật ra là mình muốn Zack sẽ win, bởi vì là Zack win thì Nova, Fab Gaming sẽ có lợi thế hơn ở trong cái bảng xếp hạng và trong cái những cái đây là vòng đấu gần cuối, chúng ta còn tập một, hình như là ngày nay, ngày mai và ngày kia là chúng ta sẽ hết đấu xong cái vòng giải và vòng bảng và chúng ta sẽ đến vào vòng knockout. Thì thực sự phải nói là Zack hay là Pháp họ rất muốn thắng được trận đấu này, vì là trận đấu này rất quan trọng. Họ đang đứng ở một cái thứ hạng phải nói là hơi thấp. Muji, đây là Lightning, bên kia là Earthquake, Hawk, Archer. Hình như Zack anh ta lại sử dụng lại cái deck của Zack sử dụng lại cái deck của đấy rồi, của Muji, Hawk Cycle, Earthquake đây rồi. Còn với Muji anh ta lại chơi là Royal Giant Lightning. Không có một hit đến từ Hawk, Goblin cách chặn rất tốt. Trả cuối cùng của Zack là Snowball, Muji, Lightning và nếu mình đoán không nhầm thì là một con Baby Dragon. Thời điểm mà Royal Dragon đặt rất thấp. Có một cái điều khá là thú vị ở trong cái deck của Muji thì Barbarian không giết được Archer. Vì vậy là đó là một cái lợi thế cho là một cái lợi thế để cho Zack để defend Royal Dragon. Tuy nhiên thì Heal Spirit lock. Good. Cần không cần này, mai xuất hiện không. Không có gì để chặn con Baby Dragon. Mặt chấp này khá là khó cho Zack bởi vì anh ta cũng không thể công hóc trong trận này vì Hawk sẽ gốc kích. Fisherman Active King Tower trước đã, hợp lý. Bởi vì là Active King Tower xong là Fisherman đánh cùng hướng với lại support cho Royal Zane rất tốt. Lightning. Good game. Leads the bomb tower so this RG can go to town. Khó. 1363. It looks like Mookie is gonna good game. Zack good game. The guaranteed playoff place today. Hóc một mình để bên kia gần như là không thể bởi vì nó bấm. Anh chỉ pin tower rồi, earthquake rồi thì sự rất khó đánh. Này chỉ có đổi tower thôi. All in one thôi. Thế nếu mà đánh như thế này, bomb tower sẽ đặt ở phía cao cây cầu. Bomb tower đặt ở phía này. Bomb tower sẽ đặt ở phía này. Hai bên đánh gần như là có 1.300 máu. Thả một con vô cùng quá khó cho Zack. Không có đủ Eli để có thể chặn bomb tower. Chặn bomb tower trong trận này đã mất. Royal Giant bắn rất đau rồi. Good game. That it is over for him here. Sai lầm của Zack nó chính là copy lại cái deck của anh. Unless Jack can perform miracles. Liệu rằng Zack sẽ có làm điều gì nên được không, bởi vì là deck của Zack rất khó để qua trụ. Earthquake cũng được. Earthquake fail nữa. Lightning, block Lightning không? Không. Khó để có thể block Lightning ở trong trận này. Archer và Nai sẽ
The answer is no, the arc is slightly too slow. Okay, congratulations, Ponos, một tiếng quá mạnh, Ponos. Họ vẫn là một điều gì đấy khác một. Muji is like your own. So great performance by Ponos. Okay, thank you for watching, cảm ơn anh em đã xem nhé. Quá khó. GG, well played. If you'd have looked at this matchup,